Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hồi cuối năm 2018, khi đó ở Hội nghị Trung ương 9, Bộ Ba Trọng Phúc Ngân đã có một sự thống nhất rằng cùng dắt tay nhau tiến vào nhiệm kỳ 13 đen tối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó người tính không bằng trời tính, giữa tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đột quỵ trong một chuyến công tác tại tỉnh Kiên Giang, nơi căn cứ địa của nhà 3X Nguyễn Tấn Dũng. Kể từ đó đến nay, sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ lo giữ cái mạng đã khó, còn nghĩ gì đến chuyện đi tiếp vào nhiệm kỳ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với hai cộng sự là Ngân và Phúc. Bởi vậy, ngay cả kế hoạch đi Mỹ của Trọng từ hồi tháng 7 năm 2019 cũng đã phải hoãn lại để dự kiến đi vào tháng 10. Thế nhưng, đến nay đã gần hết tuần đầu tiên của tháng 10 trôi qua, vẫn chưa có một động thái nào từ phía Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc ông Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ. Được biết, trong suốt thời gian qua, phía Bộ Ngoại giao Việt Nam đã liên tục phải làm một động tác vận động hành lang để được Nhà Trắng đón tiếp ông Nguyễn Phú Trọng. Cho nên giấc mơ Thái Thượng Hoàng ở nhiệm kỳ kế tiếp của ông Trọng đã tan thành mây khói về sức khỏe, không thể đáp ứng được công việc. Tuy nhiên, sự đồn đoán ông lịch sẽ sớm được phê chuẩn ở Hội nghị Trung ương 11 lọt vô cái chỗ một đít hai ghế, hy vọng là không sai về sự đồn thổi này. Gần đây nhất, cuộc họp Ban chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu dò cho thấy mấy ông bà quá tuổi nhằm đưa vào diện tái đắc cử nhiệm kỳ 13 2021 đến 2026. Một kết quả không quá bất ngờ với luồng dư luận đã định sẵn. Ông Trần Quốc Vượng được dẫn đầu về số phiếu, tiếp đến là bà Nguyễn Thị Kim Ngân được 4 phiếu và đứng thứ 3 là Nguyễn Xuân Phúc, chỉ được có 2 phiếu. Ông Nguyễn Xuân Phúc là một lãnh đạo bất tài, cực kỳ vô dụng, tham lam, mưu mô xảo quyệt với rất nhiều mưu hèn kế bẩn. Bởi vậy, về mặt chính trị, ông Nguyễn Xuân Phúc không chỉ bị đánh ở lá phiếu thăm dò, mà còn mặt kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp sân sau của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng bắt đầu rục dịch bị đánh tả tơi. Dư luận đang đồn thổi phải chăng đây cũng là một sự báo hiệu sắp chấm hết cho con đường sự nghiệp chính trị của CLMV Nguyễn Xuân Phúc ở nhiệm kỳ này. Ngoài ra, việc bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ phải nghỉ hưu vào cuối năm 2019, người được dự kiến thay thế là Vũ Đức Đam. Tuy nhiên, Bộ Chính trị mới chỉ đưa ra đề xuất như vậy mà ông Đam cũng đã bị tung đòn trưởng úính không thương tiếc rằng ông Đam là người không có chuyên môn về ngành y thì không thể làm Bộ trưởng Bộ Y tế được. Để thay vào đó thì ông Tuyên, Phó Bí thư tỉnh Hưng Yên cùng đồng hương với Tô Lâm đang được tăm tia thế vào ghế của bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ông Tuyên sinh năm 1966, hiện đang là Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, từng tốt nghiệp Đại học Viện Quân Y. Còn vụ tin đồn ông Chính về nắm Bộ Công an thì chắc chắn sẽ khó, bởi ông Chính nhúng chàm quá nhiều từ thời đá đít ông Nhất ở vụ Năm Can, và người ta hay nói là Chính là người ăn cháo đá bát, lừa thầy phản bạn. Xong khi về làm bí thư Quảng Ninh, oanh tạc phá nát tan hoang vùng đất mỏ, vừa qua lại thêm vụ lùm xùm quanh chùm sò kẻ đưa lối dẫn đường về đặc khu. Như vậy chắc chắn Chính khó có thể về cái máng lợn Bộ Công an được. Những ai sẽ vào tứ trụ tại Đại hội Đảng 13 vào năm 2021 tới? Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức 5 năm một lần. Nó được ví như một ngọn hải đăng của hệ thống chính trị một đảng tại Việt Nam. Mỗi lần đại hội, đảng lại nỗ lực trình làng một thế hệ lãnh đạo mới, chất lượng, mang đậm hàm ý đổi mới. Kể từ những ngày đầu năm trước, đại hội cho thấy những hội nghị trung ương cuối cùng trước khi chốt các nhân vật ở tầng cao nhất, chủ đề nhân sự luôn sôi động, thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận xã hội. Có thể còn quá sớm để đưa ra các nhận định hay dự đoán về dàn lãnh đạo chủ chốt mới tại Đại hội Đảng 13 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2021.
Nhưng ngay từ bây giờ chúng ta có thể dựa trên các dữ liệu cứng như các quy định thành văn được Đảng ban hành về lựa chọn nhân sự, cấu trúc hệ thống lựa chọn từ trên xuống theo truyền thống vẫn còn ổn định, và cuối cùng là các quy ước bất thành văn để đưa ra những phân tích phán đoán cơ bản. Không thể phủ nhận rằng các đại hội kể từ 2 thập niên trở lại đây, sự dân chủ trong Đảng đã được gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt đối với vấn đề chuẩn bị nhân sự chủ chốt cho mỗi kỳ đại hội. Các quy định tiêu chí chuẩn bị về các vị trí nhân sự chủ chốt của Đảng được ban hành chi tiết. Các thông tin về nhân sự chủ chốt, quy trình bỏ phiếu đều được công khai tối đa. Đó sẽ là những yếu tố quan trọng để các phân tích và phán đoán trở nên chất lượng hơn. Bộ Chính trị Đại hội 12 có 19 người nhưng hiện nay chỉ còn 16 ủy viên làm việc. Theo các quy định về độ tuổi, chúng tôi tạm thời chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là những người quá tuổi tái cử ủy viên Bộ Chính trị theo quy định và phải rời vị trí sau Đại hội 13 trên 65 tuổi vào ngày bầu cử đại hội, tạm gọi là nhóm Bộ 8, bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và 7 người sinh vào những năm 1953, 1954, 1955. Cụ thể, nhóm này gồm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng sinh năm 1954 và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội sinh năm 1954. Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư sinh năm 1953, bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội sinh năm 1954, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực sinh năm 1955, ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sinh năm 1954 và ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sinh năm 1953. Như vậy, Bộ 8 về nguyên tắc sẽ không tái cử Đại hội 13, chiếm 50% số lượng ủy viên Bộ Chính trị hiện nay, tương đối phù hợp với nguyên tắc kế cận. Nhóm thứ hai gồm 6 ủy viên Bộ Chính trị là nhóm theo quy định được cơ cấu tái cử dưới 65 tuổi vào ngày bầu cử Đại hội 13, sinh vào các năm 1957, 58, 59, tạm gọi là nhóm Bộ 6. Cụ thể bao gồm ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương, sinh năm 1958, bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận, sinh năm 1958, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, sinh năm 1959, ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, sinh năm 1957, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, sinh năm 1957, ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội, sinh năm 1959. Nhóm thứ ba là nhóm sinh từ năm 1961 trở về sau, tạm gọi là nhóm 2026, tức là nhóm không những tái cử ở nhiệm kỳ 13 mà còn đủ tuổi để tái cử vào nhiệm kỳ Đại hội 14 năm 2026, bao gồm hai ông là Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương sinh năm 1970 và ông Nguyễn Văn Bình sinh năm 1961, trưởng ban kinh tế Trung ương. Vậy ai sẽ là Tổng Bí thư? Trong trường hợp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không tái cử Đại hội 13, chúng ta bắt đầu tiến hành diễn dịch các quy định 90QĐ-TVK về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí, đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý được ban hành ngày 4 tháng 8 năm 2017. Đoạn quy định chức danh Tổng Bí thư ngoài các tiêu chí chung có một điều đặc biệt: ứng cử viên phải có năng lực lãnh đạo, điều hành Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong các phiên họp của Ban chấp hành Trung ương hiện nay, ngoài Tổng Bí thư chỉ có 3 chức danh là Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư được phép ngồi chủ tọa và điều hành phiên họp. Trong lịch sử và theo truyền thống kể từ thời Tổng Bí thư Lê Duẩn, tại Đại hội 6 năm 1986, các nhân vật phải nắm giữ vị trí từ Thường trực Ban Bí thư trở lên cho đến các vị trí cao nhất mới có khả năng kế cận trở thành Tổng Bí thư. Cụ thể ở đây, tại Đại hội 6 năm 1986 là ông Nguyễn Văn Linh, trước đó là Thường trực Ban Bí thư. Đại hội 7 1991, ông Đỗ Mười, trước đó là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tương đương với Thủ tướng hiện nay. Đại hội 8 năm 1996, ông Đỗ Mười tiếp tục tái cử.
Tại Hội nghị Trung ương tháng 12 năm 1997, Ban chấp hành Trung ương đã bầu ông Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư. Ông Lê Khả Phiêu lúc đó là Thường vụ Bộ Chính trị, một trong bốn vị trí cao nhất sau Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đại hội 9 năm 2001 là ông Nông Đức Mạnh, trước đó là Chủ tịch Quốc hội. Đại hội 10 năm 2016, ông Nông Đức Mạnh tiếp tục tái cử. Đại hội 11 năm 2011 là ông Nguyễn Phú Trọng, ông lúc đó là Chủ tịch Quốc hội. Đại hội 12 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái cử chức Tổng Bí thư. Với quy định về chức danh Tổng Bí thư và theo lịch sử lựa chọn các vị trí quyền lực nhất từ trên xuống dưới, truyền thống hóa kể từ thời Tổng Bí thư Lê Duẩn, thì hiện nay các ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trần Quốc Vượng hiện sẽ có nhiều lợi thế. Tuy nhiên, trong ba người thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân có vẻ không được truyền thống hay lịch sử ưu ái, vì trong lịch sử cũng như theo truyền thống của Đảng Cộng sản chưa có Tổng Bí thư nào là nữ. Ngoài ra, Tổng Bí thư qua tất cả các thời kỳ cũng đều là người miền Trung hoặc là người miền Bắc, chưa có người miền Nam. Xét trên những quy định ước bất thành văn đó thì hiện nay mọi cặp mắt đang đổ dồn về bộ đôi ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng. Với các tiêu chí đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chức danh bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên. Trường hợp đặc biệt do Ban chấp hành Trung ương quyết định cho thấy việc quy định ứng cử viên Tổng Bí thư phải đi địa phương hay tham gia một nhiệm kỳ Bộ Chính trị đã không còn cứng như trước. Nhóm tứ trụ và ẩn số miền Nam. Việc Đảng chưa có chủ trương nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước nên đến Đại hội 13 khả năng cao chúng ta lại chứng kiến sự quay trở lại cấu trúc bốn chức danh chủ chốt thường gọi là tứ trụ. Vậy những ai có khả năng tiến đến những chiếc ghế còn lại trong tứ trụ bao gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội? Quy định 90 QĐ trên TVK đối với chức danh Chủ tịch nước đều có các tiêu chí chung cụ thể bao gồm uy tín, được hiểu là không bị các kỷ luật về đảng hoặc mức độ tín nhiệm cao trong Bộ Chính trị đã được bỏ phiếu. Năng lực nổi trội lĩnh vực công tác nếu áp dụng các tiêu chí chung cho nhóm Bộ 6 và nhóm 2026 thì cả 8 vị trí tái của Bộ Chính trị đều có cơ hội ngang nhau. Tuy nhiên, theo tiêu chí của chức danh này là kinh qua nổi trội trong các lĩnh vực công tác an ninh, đối ngoại, tư pháp thì ba ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ chức Trung ương sẽ có lợi thế hơn. Đối với chức danh Thủ tướng, ngoài các tiêu chí chung theo lịch sử và truyền thống, tất cả các Thủ tướng hay Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trước đây kể từ thời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đều trưởng thành từ Phó Thủ tướng, đó là các ông Phạm Hùng, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc. Điều này thể hiện tiêu chí cho việc chọn lựa nhân sự Thủ tướng đặt yếu tố kinh nghiệm trong điều hành bộ máy hành pháp lên hàng đầu. Như vậy, các lợi thế sẽ thuộc về các phó thủ tướng hiện nay như ông Trương Hòa Bình, ông Phạm Bình Minh và ông Vương Đình Huệ. Hai ông Trịnh Đình Dũng và ông Vũ Đức Đam không tham gia Bộ Chính trị. Trong ba phó thủ tướng thì ông Trương Hòa Bình sinh năm 1955 thì hiện nay không đủ tiêu chuẩn tuổi để tái cử Bộ Chính trị. Và về lĩnh vực phụ trách, ông cũng chuyên trách về mảng nội chính tư pháp. Ông Phạm Bình Minh chủ yếu phụ trách lĩnh vực đối ngoại. Ông Vương Đình Huệ nếu xét về tiêu chí thứ 3 trong quy định chức danh thủ tướng là cần có khả năng hiểu biết sâu, rộng nền hành chính quốc gia, kinh tế, xã hội, đất nước, kinh tế, chính trị, thế giới và hội nhập quốc tế thì có vẻ như là người có nhiều lợi thế nhất. Cuối cùng là các chức danh Chủ tịch Quốc hội, cả hai nhóm Bộ 6 và nhóm 2026 gồm 8 ủy viên Bộ Chính trị có thể tái cử đều có cơ hội như nhau. Để tiến đến các chức danh đứng đầu cơ quan lập pháp này, tuy nhiên nếu theo tiêu chí của chức danh Chủ tịch Quốc hội như có năng lực nổi trội, toàn diện trong lĩnh vực công tác xây dựng pháp luật, giám sát thực thi pháp luật, thì bà Trương Thị Mai sinh năm 1958, trưởng ban dân vận hiện nay đang có lợi thế hơn cả.
Bà Mai từng là chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và cũng là Ủy viên Thường vụ Quốc hội hai khóa liền 2007 đến 2016. Bà Mai hiện cũng là một trong ba người có thâm niên tham gia Ban chấp hành Trung ương chính thức lâu nhất ba khóa từ Đại hội 10-2006 trong số bộ 8 tái cử, cùng với hai người còn lại là ông Hoàng Trung Hải tham gia Ban chấp hành Trung ương 4 khóa từ Đại hội 9-2001, ông Vương Đình Huệ từ Đại hội 10-2006. Bà là đại biểu Quốc hội có thâm niên cao nhất trong nhóm bộ 8 ủy viên Bộ Chính trị có khả năng tái cử hiện nay. Nếu không có gì thay đổi, bà sẽ tham gia làm đại biểu Quốc hội ít nhất chọn 24 năm kể từ năm 1997 cho đến đại hội năm 2021. Là người tham gia sinh hoạt hội nghị trường hơn 2 thập kỷ liên tục. Cuối cùng cần nói thêm một truyền thống bất thành văn có tính chất vùng miền khó có thể bỏ qua. Đó là kể từ sau năm 1975, 4 vị trí cao nhất chưa bao giờ vắng mặt một nhân vật đến từ miền Nam. Bộ Chính trị khóa 12 hiện nay có 4 nhân vật đến từ miền Nam, bao gồm bà Nguyễn Thị Kim Ngân ở Bến Tre, ông Nguyễn Thiện Nhân, Trà Vinh, ông Trương Hòa Bình, Long An, ông Võ Văn Thưởng, Vĩnh Long. Tuy nhiên, trong 4 nhân vật trên, theo quy định, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Thiện Nhân và Trương Hòa Bình đã quá tuổi tái cử Bộ Chính trị. Nhân vật miền Nam theo quy định đủ tuổi tái cử là ông Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, trưởng thành khá trẻ, ông sinh năm 1970. Vì vậy, việc tứ trụ khóa 13 có cơ cấu cứng một nhân vật đến từ miền Nam hay không vẫn còn là một ẩn số lớn. Theo nguyên tắc, đến hết khóa này, số lượng ủy viên Bộ Chính trị vẫn có thể được bổ sung để đạt trở lại con số 19 như Đại hội 12 đã bầu. Nếu số lượng ủy viên Bộ Chính trị trở lại con số 19 thì các vị tứ trụ được dự kiến cho Đại hội 13 như phân tích trên, theo chúng tôi không bị ảnh hưởng, nó chỉ ảnh hưởng đối với vị trí của nhóm ở dưới, nhóm bộ 8 tái cử. Đối với vị trí thường trực Ban Bí thư, cơ hội cũng chia đều cho nhóm bộ 8 ủy viên Bộ Chính trị tái cử. Tuy nhiên, các nhân vật đang điều hành công tác đảng hiện nay được chú ý hơn, bao gồm ông Phạm Minh Chính, bà Trương Thị Mai, ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Văn Bình. Vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, nếu ông Ngô Xuân Lịch không tái cử, theo truyền thống kế cận sẽ là một nhân vật đến từ lực lượng vũ trang là Bộ trưởng Quốc phòng. Hiện nay trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư chỉ còn ông Lương Cường, sinh năm 1957, Bí thư Trung ương Đảng, công tác tại Bộ Quốc phòng. Ông là đại tướng và là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Những người ủng hộ ông đương nhiên là muốn một kịch bản lặp lại như Đại hội 11. Lúc đó, ông Ngô Xuân Lịch cũng là Bí thư Trung ương Đảng và là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Vị trí Bộ trưởng Ngoại giao, nếu ông Phạm Bình Minh rời đi để tiến đến một vị trí cao hơn sau nhiệm kỳ, thì chúng ta có tân Bộ trưởng Ngoại giao. Nhân vật này, theo truyền thống, Bộ trưởng sẽ là người từ bộ này. Người hoạt động ngoại giao chuyên nghiệp duy nhất trong quá khứ tại Đại hội 10 năm 2006, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm từ chính phủ sang kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, do lúc đó bộ này khủng hoảng nhân sự, chỉ bầu được một ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương, đó là Thứ trưởng Phạm Bình Minh. Bộ trưởng Ngoại giao hiện có hai Thứ trưởng là Bùi Thanh Sơn và Lê Hoài Trung, đều là Trung ương ủy viên. Các vị trí còn lại như trưởng các ban đảng bao gồm tổ chức tuyên giáo, dân vận, kinh tế, các bộ trưởng công an, bí thư Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, theo chúng tôi vẫn còn là một ẩn số cho đến khi cấu trúc các vị trí chủ chốt bên trên ổn định. Theo nguyên tắc, viện cơ cấu các ủy viên Bộ Chính trị để bầu lại đại hội thường nhắm vào các chức danh cụ thể, ngược lại, các chức danh đó phải được cơ cấu cứng là ủy viên Bộ Chính trị nắm. Như vậy, hai bí thư Trung ương Đảng hiện nay là ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, và ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hiện nay đang có nhiều lợi thế để ngồi vào chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị kế tiếp, vì thường hai vị trí này theo truyền thống đều được cơ cấu cứng phải là ủy viên Bộ Chính trị.
Trong số 23 ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư hiện nay, chỉ có 3 nhân vật sinh ở thế hệ 6X, đó là ông Nguyễn Văn Bình, ủy viên Bộ Chính trị sinh năm 1961, ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng sinh năm 1961 và ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng sinh năm 1962. Điều đặc biệt lưu ý đó là hiện tượng trong Bộ Chính trị chỉ có một nhân vật duy nhất ở thế hệ 6X, đó là ông Nguyễn Văn Bình sinh năm 1961. Điều đó cho thấy đang có một khoảng trống thế hệ cho nhóm lãnh đạo thế hệ 6X thay sự thiếu vắng những lãnh đạo chủ chốt thế hệ 6X. Điều đó dẫn đến việc Đại hội 14 năm 2026, nếu còn có đại hội này, một thế hệ lãnh đạo 6X, 7X nhiệm kỳ Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa này nếu được tái cử chỉ còn 4 nhân vật là các ông Võ Văn Thưởng, Nguyễn Văn Bình, Trần Cẩm Tú, Trần Thanh Mẫn, đó là một tỷ lệ kế cận 6X khá khiêm tốn. Do vậy, chúng tôi nhận định tại Đại hội 13 chủ yếu sẽ là sự bổ sung thế hệ tuổi từ giữa cho đến cuối 6X cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư để bảo đảm vững chắc nguyên tắc kế thừa của các thế hệ lãnh đạo. Theo như phân tích trên đây, cùng với truyền thống thâm niên và kế thừa lãnh đạo, nếu không có gì thay đổi, các ông Võ Văn Thưởng, Nguyễn Văn Bình, Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn sẽ tiến đến những vị trí cao nhất trong hệ thống quyền lực tại Đại hội 14 năm 2016. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để được trở thành thành viên chính thức của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.